Ở bên cái phần đổi quà anh em có thể nhìn thấy, nếu như chúng ta tích được cái mắt kính này, cái hộp phấn này, cái son môi này thì chúng ta sẽ đổi được 5.000 đồng. Đó, tương tự thì anh em tích được 4 món, anh em sẽ đổi được 10.000. Còn nếu như anh em tích được full ấy thì anh em sẽ đổi được 50.000 nha. Nếu như anh em nào mà trên máy đã có ứng dụng Zalo hay là Zalo Pay á thì anh em xuống dưới phần mô tả video nhấn vô đường link để tham gia nha. Ở đây mình bấm vào đường link tham gia, nó sẽ hiển thị này thông báo chúc mừng bạn nhận được một visa thực hiện nhiệm vụ để săn voucher và thu thập vật phẩm đổi tiền mặt đến 10 tỷ đồng, rồi bấm tiếp tục chơi này. Sự kiện lần này có tên là Gom Hương Sắc ngày 8 tháng 3 nhá, đổi quà yêu thương này. Ở thể lệ chương trình, tổng giải thưởng lên đến 10 tỷ đồng nha anh em. Bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 2021 cho tới ngày 31 tháng 3 2021 nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi thực hiện các cái nhiệm vụ thôi. Đầu tiên là chuyển nhận tiền 1 đồng qua Zalo Chat, nghĩa anh em sẽ gửi 1 đồng cho bạn bè, sau đó bạn bè cũng gửi lại cho anh em. Giới hạn mỗi ngày sẽ là 20 lần nha, và nhiệm vụ sẽ được làm mới mỗi ngày, không áp dụng khi gửi trùng người nhận. Và anh em cũng có nhiệm vụ thanh toán dịch vụ này, có nghĩa chúng ta mua thẻ cào này, thanh toán tiền điện nước này, nó sẽ tính ở cái mục thanh toán dịch vụ nha. Tặng vật phẩm cho bạn bè để nhận quà này, xin vật phẩm từ bạn bè này mà lăng nhăng ha, khá là nhiều nhiệm vụ. Và anh em cũng có thể đi giới thiệu bạn bè bằng hình thức là chia sẻ chương trình nữa. Đương nhiên còn nhiều cái khác như là liên kết ATM, mời bạn bè, tạo nhóm hay là thanh toán Lazada, rất là nhiều ha, anh em có thể tìm hiểu ở trong đây. Mình chơi thì không có đua top nhóm. Nếu như anh em nào mà muốn nó có thể tìm các cái nhóm mà nó đứng đầu tham gia. Lợi ích mà anh em tham gia nhóm á, chúng ta sẽ được chia thưởng nha. Giải đặc biệt sẽ là 50 triệu này dành cho nhóm xếp hạng 1 và nó giống như lần trước anh em. Và nếu như bạn nào cũng giống như mình nhá, không muốn đua top ấy thì anh em có thể là kiếm thẻ cào thôi ha. Bấm đổi quà này, ở đây chúng ta có thể đổi được 5.000, 5.000, 10.000, 20.000. Còn nếu như anh em mà muốn tham gia đua top ấy thì cứ tích nhiều, làm nhiệm vụ hàng ngày thì cái tỷ lệ mà anh em đạt top nó đã chiếm 90% rồi anh em. Nhiệm vụ đầu tiên đó là chuyển nhận tiền qua Zalo đúng không? Bấm thực hiện này. Thì chúng ta sẽ gửi cho bạn bè 1 đồng thôi là nó sẽ tính rồi nhá. Đó, như thế này, người ta phải nhận tiền nha anh em. Người ta phải nhận tiền thì nó mới tính cho bạn là thành công. Còn cái nhiệm vụ mà mời bạn bè tham gia này, bấm thực hiện này, thì anh em sẽ sao chép cái đường link hoặc là gửi qua Zalo nhá. Đây, bấm chọn Zalo này thì anh em có thể là gửi vô các cái nhóm của anh em. Đó. Đây là các cái nhóm mình tham gia mình có thể gửi ha. Nếu ai nhấn vào đường link tham gia cái sự kiện thì mình sẽ hoàn thành được nhiệm vụ ha. Anh em cũng có thể tạo hoặc tham gia nhóm này, bấm thực hiện này. Ở dưới cùng nó sẽ có các cái nhóm này, anh em top 1 này, đó thì anh em có thể tìm các cái nhóm này để tham gia. Cái nhiệm vụ đơn giản nhất đó là anh em điểm danh, bấm một lần thôi là hoàn thành rồi anh em. Đấy, thì bạn nhận điểm thành công này, nhận được một cái voucher Vasca này, ba lăng nhăng ha. Anh em cũng có thể tặng vật phẩm cho bạn bè được, nó giống như cái sự kiện ngũ quả lần trước ấy. Đó, thì bây giờ mình kiếm được một cái ví này, nhiệm vụ của chúng ta là kiếm các cái sản phẩm ở trên đây ha, sau đó ráp lại thành tiền. Đó, hoặc là anh em muốn đua top thì cứ tích thôi. Ở bên cái phần đổi quà anh em có thể nhìn thấy, nếu như chúng ta tích được cái mắt kính này, cái hộp phấn này, cái son môi này thì chúng ta sẽ đổi được 5.000 đồng. Đó, tương tự thì anh em tích được 4 món, anh em sẽ đổi được 10.000. Còn nếu như anh em tích được full ấy thì anh em sẽ đổi được 50.000 nha. Bây giờ anh em sẽ đi kiếm các cái vật phẩm này thôi bằng cách là làm nhiệm vụ nha. Những cái vật phẩm này anh em có thể trao đổi với bạn bè được. Đấy, có tặng vật phẩm cho bạn bè này anh em. Bấm xem tất cả này, chúng ta còn khá là nhiều nhiệm vụ ở phía dưới ha. Anh em có thể tìm hiểu ở đây.